cái câu này. Cái vụ này không thể không quay phim được các bạn. Cái vụ này là người thắng sàn và thực hiện đây. Đốn cả một cái bụi kiểu này. Đỡ cây vào kia, đỡ đít cây. Cây vào kia. Không. Cây kia vào đây là cái đâu? Cái gốc vào trong, cái gốc có thể ra ngoài. Từ đã nào. Từ đã để đứng cho người đẹp chụp một kiểu đã. Lại dừng lên, không mọi người. Cơ mà anh khỏe mà anh vác lên một cái nào. Kiểu tiếng miền Bắc nhá các bạn nhá. Còn lấy luôn này. Này tí à. Cho vào đuôi xe kia là ok. Ôi cái này tí quá nhỉ. Ai ăn trầu. Ai mua cao không? Đấy, bây giờ đấu giá bùng cao khiêm. Ờ đúng rồi, đấu giá bùng cao này. Cái này cứ để tí lão ơi. Không em một tay. Cho luôn ra ngoài cao. Cho gọi. Cắt nhớ nhiều quá để dễ trơn xuống thì không sao thoải mái phải không? Ừ. À, có ốc sên đấy, có ốc sên đấy. Đây, đây này có cái vết mong bóng này sên nó bỏ. Sên bên trong hết rồi. Sên nhớ thì sên ốc bé có hết. Này các sên nó ăn đi nhá. Cái này mình soi mấy ngày liên tục bắt hết mà.